Chắc chắn quý vị đang rất thắc mắc tại sao Hoài Đức Quang ngày hôm nay lại có thể có một tài năng thiên phú như vậy. Đó chính là ảo thuật. Đương nhiên, khi đến với chương trình Du lịch kỳ thú phiên bản giải mã kỳ tài, chúng tôi luôn luôn mong muốn mang lại cho quý vị một thế giới của những tài năng. Và tôi là một trong những tài năng đó. Khi biểu diễn được màn ảo thuật này không phải là một sự ngẫu nhiên may mắn, mà là một quá trình tập luyện rất là gian khổ. Anh ơi, cho em lấy tiền trợ diễn nha. Mai chuyển khoản đây đi đây, một người của công chúng thì phải có trợ lý. Nhưng quan trọng hơn hết vẫn là những kỳ tài, và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá với những nhân vật đặc biệt nhất, với những tài năng, thậm chí là những sở trường của họ mà không biết giải mã như thế nào mới là hợp lý. Xin mời quý vị hãy cùng Hoài Rapper gặp gỡ nhân vật ngay sau đây. Nhưng trước tiên tôi phải biến mất những món này. Anh Phương ơi, em chào anh. Lâu quá mới gặp. Cảm ơn anh đã đến với chương trình Du lịch kỳ thú giải mã kỳ tài. Và giới thiệu với quý vị khán giả, đây chính là ảo thuật gia, kỷ lục gia Nguyễn Phương, một trong những người tự hào của nền ảo thuật Việt Nam. Đây là một viên rubik rất là đặc biệt. Anh đã nghiên cứu 7749 ngày. Em cứ coi đi. Còn kỹ lắm. Coi kỹ không? Nhiều màu quá. Thấy có gì khác không? Sao? Anh xoay là nó khác rồi đó. Cứ đợi đi, không sao. Anh diễn cái này. Đâu có diễn cái này đâu. Đây là anh sẽ trở về tuổi thơ. Anh diễn một cái tiết mục nhẹ nhẹ trước nha. Dạ. Rồi, cái này thì hầu như là ảo thuật đường phố, ai cũng biết. Anh thấy nè, bên trong là dính nè. Đúng không? Bên ngoài dính nè. Dính. Đó. Thì làm sao để mà nó ra được? Coi kỹ nha. 1, 2, 3. 1 nấc, 2 nấc. Trụng ghê vậy? Giờ tới em. Đó, em thật rồi. Bữa nay em chơi bói bài với anh luôn nè. Anh, đây là một bộ bài á, rất là đẹp, rất là mới. Mời anh sao, mời anh sao. Sao luôn phải không? Dạ, mời anh sao. Sao lên. Đó. Xong. Dạ, đó. Và bây giờ hãy chọn cho em 4 lá bài đi để giải mã kỳ tài nào. 4 lá thôi. 4 lá thôi phải không? 4 lá thôi. 1, đặt 2, cái mặt xuống. 3. Đúng rồi. Này đi. Dạ. Rồi, 4 lá. 4 lá, cảm ơn anh. Với 4 lá bài này, chúng ta có thể nhìn thấy được vận mệnh của anh, quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhiệm vụ của anh bây giờ là hãy nhắm mắt lại trong vòng 5 giây. Rồi, nhắm mắt lại. 5, 4, được chưa? 3, 2, 1. Mở mắt ra. Rồi. Đây, 4 lá bài này em đã đảo đi rất nhiều lần rồi. Rồi, sao nữa? Nào, hãy chọn một lá đi. Anh chọn lá thứ 2. 2, rồi, lá thứ 2. Wow, trên này có dòng chữ kỷ lục thế giới, ngộ vậy ta. Hồi nãy anh kiểm tra lá bài rồi. Ủa, trong bài này đừng có nói. Ghê tuyệt, ghê tuyệt. Kiểm tra chung các bạn. Dạ, hồi nãy anh kiểm tra đầy đủ, nó làm gì có gì. Đó, nhưng mà nó có chữ kỷ lục thế giới. Hãy chia sẻ về kỷ lục thế giới của anh. Sau một thời gian anh tham gia nhiều cái chương trình, thì anh muốn có một cái gì đó xác lập, một cái kỷ lục riêng cho riêng mình. Thì anh mới xác lập kỷ lục Việt Nam. Thì sau khi làm cái 3D, anh phá kỷ lục là làm 4D. 4D luôn. Xem như là chưa có ai làm cái này hết. Yeah. Mới mang qua thế giới. Và sau khi gửi thì khoảng gần một năm. Và cái hay nữa là gì? Họ bay về đây trao cho anh ở đây luôn. Ồ, thật là vinh dự. Tại sao được gọi là 4D anh? Kết hợp cái gì nữa? Chứ là anh diễn trên màn hình. Anh có một cái bông bay lên. Thì bình thường anh diễn 3D, cái bông từ trên màn hình anh lấy ra ngoài là bình thường. Đúng rồi. Nhưng mà khi cái bông trên màn hình nó bay lên, ví dụ bông hồng, nó nở ra nữa. Đó, nó bông hồng thì khán giả tất cả ở dưới, anh làm sao cho khán giả ngửi. À, ngửi được cái mùi bông hồng đó. Đúng cái khoảnh khắc đó. Đúng khoảnh khắc đó, nó chỉ có tích tắc trong vòng vài giây thôi.
Rồi cái thứ hai nữa, dù trong cái màn hình anh đang có cạnh là anh đang chạy dưới mưa hay gì đó, thì anh cho những cái giọt nước làm sao nó nhiễu trên tay mình nè. Đó, mình có cảm nhận được những giọt mưa giống như trong màn hình nó bay ra ngoài đó. Rồi hiệu ứng khói lửa thì mình làm có lửa thật ở ngoài luôn, thật luôn, nổ bên trong, nổ bên ngoài. Đó là mình đánh thức được những cái về thịt giác, khú giác, vân vân. Hay. Bây giờ sẽ tiếp tục đến với lá bài tiếp theo. Thứ 4 đi. Thứ 4. Giải thưởng. Chắc nói hết chương trình này vẫn chưa đủ số lượng giải thưởng mà anh đã đạt được. Thôi, giờ anh tóm tắt những giải thưởng lớn đi ha. Dạ. 2016 anh nhận cái giải Merlin Award. Cái giải này là một trong những giải của tất cả các ảo thuật gia thế giới. Dạ. Cái cúp đó là từng trao cho David Copperfield. Thì sau khi nhận cái cúp đó xong thì anh xác lập kỷ lục Việt Nam. Xong thì anh có cuộc thi giải ảo thuật toàn quốc. Anh được huy chương bạc. Tiếp tục quay lại anh nghiên cứu đề tài thế giới và anh đã nhận kỷ lục thế giới vào năm 2018. Quá dữ, và chắc chắn là số lượng giải thưởng này sẽ còn tăng lên rất nhiều. Và bây giờ anh chọn một trong hai đá bài còn lại đi nào. Cái này đi. Dạ vâng, cái đầu tiên. Wow, khó khăn và thử thách. Đầu tiên anh làm cái tương tác lát này là mỗi một show như vậy thì anh lỗ khoảng gần 10 chai đó. Trời ơi. Đi diễn mà lỗ vậy đó. Vậy là anh làm vì đam mê. Không phải, giống như là mỗi một show như vậy anh phải chịu cái chi phí, giống như là cái chi phí là chi phí tập luyện. Tại vì mình đâu có thể, mình có tiền mình mua một mình lép về nhà mình tập, nó mắc quá. Dạ. Đúng không? Thì tất nhiên là trong lúc mà chương trình mình diễn ra thì mình còn đều được rượu sồn, được chạy chương trình rồi. Thì lúc những lúc đó là gọi là những lúc tập luyện cực kỳ căng vì đâu có nhiều thời gian. Một kỷ niệm mà cũng khá là vui là anh đang đi diễn, em biết là diễn màn hình lép này nè, đang diễn bụp, cái màn hình lép nó bị chập, nó tắt đi. Anh đâu biết tới khúc nào đâu. Chà, đó, căng à. Ví dụ con chim băng bay, màn hình lép bay tới đây đó. Thì nó vừa bay tới đây, vừa bay ra tay mình lấy luôn. Đó, đó. Mới bay xíu, bụp cái chập, tắt. Khỏi biến chim luôn. Đúng, chính xác. Ừ, nghỉ cho nét con chim đi. Ừ, tại vì nó lướt qua rất là nhanh. Dạ. Rồi mình mà trên sân khấu em chỉ có tích tắc một. Bắt theo khoảnh khắc và theo nhịp. Bụp, phải đúng nhịp hết. Xem, bùm là phải có, bùm là phải có. Cảm ơn anh. Nè, lật lá bài cuối cùng đi anh. Cuối cùng, đây. Đây, và đây. Đây, cơ duyên với nghề. Trở về tuổi thơ nữa rồi. Tuổi thơ, cơ duyên. Hồi xưa thì anh xem ảo thuật trên TV á, anh thấy nhiều người diễn, anh rất là mê. Lên đại học thì anh có đi sinh nhật một người bạn. Rồi nó có chơi trò chơi, hồi xưa em biết em có chơi không? Rồi lên có cái cây, có lá thăm á. Dạ. Bóc cái, nó kêu anh là hãy làm một trò gì đó. Làm trò gì vậy? Không biết, biết làm gì đâu. Là có một cái cô bé lên cứu anh. Đó, lên cứu anh đó, thôi để tôi làm cho. Cái cổ làm một trò ảo thuật nhỏ thôi. Ai vỗ tay rần. Anh không biết cô tên gì luôn. Yeah. Anh chỉ biết cái cô đó tên trò ảo thuật thôi. Dạ. Anh đam mê luôn. Như vậy là phải cảm ơn cái cô bé giấu tên đó. Thời mà năm 2000 thì em biết công nghệ internet thì nó chưa có nhiều. Đầu tiên anh tìm đến không phải là những cái băng video ảo thuật. Yeah. Mà anh tìm đến từ những cái mẹo vặt. Lường này tí kia tí cũng vui vậy. Cũng lê lết cái hàng thuyên ngồi thì cũng bò ngoài đường diễn cho người xem, người kia xem, rồi cũng bị phát hiện xuống nhiều lần rồi mới từ. Nhưng mà rốt cuộc thì anh có giải đáp được tại sao em có thể làm được điều này hay không? Không, bây giờ anh chưa biết luôn á. Vậy là một đều nhé. Không. Rồi ok, một đều. Anh chỉ em sao mà cái tay nó dẻo giống như là dân chuyên nghiệp vậy đó. Em nè, bấm đàn thôi mà nó không gãy lên gãy xuống á, chứ đừng nói mà ảo thuật. Thì em thấy mấy đàn ảo thuật gỗ tay dẻo sợ. Sao mà tay dẻo dữ trời. Anh hướng dẫn em mà sẵn hướng dẫn mọi người luôn. Luyện ngón sao anh? Vô nè. Đây ha. Tầm. Rồi, bây giờ mình sẽ thầy lên coi anh thầy dính lóc nhà nè. Thấy không? Đó. Thấy không? Đâu. Rồi, thực ra mất tiêu. Thực ra nó không mất đâu, làm đây nè. Thấy nhanh không? Ồ. Rồi, bây giờ anh làm chậm nha. Chậm. Đó, bây giờ mình luyện ngón nè. Đây là cách luyện ngón. Đây là gọi là cơ bản á. Cầm hai ngón này luôn. Rồi. Hai ngón nào anh? Hai ngón này. À, ngón trỏ, ngón cái với ngón giữa nha quý vị. Đưa xuống. Đưa hai ngón này lên. Đưa lên. Đưa ra sao? Trời sao đưa ra được sao hay trời. À, sai đúng không? Đưa ra xuống. Đúng rồi. Bởi học sinh thì khó đào tạo quá. Đó, nó nằm đây. Đưa lên, nó nằm đây, kẹp hắn này vô. Ồ. Đó, thấy chưa? Tay em nhỏ quá, về cho tập tạ cho tay bự nó chen qua. Rồi, xong muốn xuất hiện ra đúng không? Đúng rồi. Xuất hiện ra là cầm ngón đi. Đưa lên, đưa cái này lên, giữ đây. Kéo lại như chỗ. Đó. Làm mặt ngầu vô phải không?
Là mặt ngầu thì em giỏi là vừa là mặt ngầu luôn. Là mặt ngầu vậy hả? Ui. Lên, từ xuống tập mỗi ngày. Dạ. Là cách luyện, luyện ngón. Wow, wow. Không? Thầy ơi, thầy có thể chỉ cho em công nghệ 4.0 để có thể biểu diễn ảo thuật 3D và 4D. Nếu mà về ảo thuật 4.0 thì trước tiên mình phải biết diễn ảo thuật trước đã. Ngoài cái việc mà biến nó ra không thì nó chưa đủ. Dạ. Em phải là một phụ công múa. Bùm bùm bùm. Làm tới đó phải gậy. À. Khi gậy xong rồi em phải tới cái gì nữa? Nếu em lấy lộn một trong những thứ đó là chặt lắc rồi. Gãy nguyên bài luôn. Gãy hết bài luôn. Chạy. Rồi thí dụ như cái màn hình LED nó bị giật giống như nãy anh kể. Bây giờ mình múa ngay cho đó, mình lắp đi cho đó. Đúng rồi. Bây giờ lại tiếp tục với cái điểm cái sân khấu nè. À, em lên đây. Hướng dẫn thử nha. Múa hả? Múa làm sao đây? Rồi bây giờ em tưởng tượng nha. Dạ. Sau lưng mình là một cái màn hình LED. Ví dụ xuất hiện cái gậy, hùm đẩy, đẩy vô ăn cái. Thì cái gậy nó tự động nó sẽ bay. Dạ. Còn mình làm mình thở thôi. Hùm ra cái gậy, mình tưởng tượng cái gậy sau á, rồi đẩy, búp. Thì gậy nó bay, bay qua kia, nó bay qua kia, bay lại qua đây. Rồi bùm. Thì bay nha. Xuất hiện cái gậy. Búp búp. Nó xuất hiện là biến mất cái gậy, là cái gậy thật sự nằm trong tay mình. Những cái ý tưởng đó là anh tự nghĩ ra hay là anh dựa trên những cái bản thiết kế của những họa sĩ? Thường là đa số một bài diễn lên thì anh phải suy nghĩ trong đầu anh. Yeah. Anh lên một bài trước. Yeah. Rồi anh sẽ bàn với lại cái bên kỹ thuật dựng và những cái hiệu ứng từng cái là cái khớp từng giây một. Rõ ràng là để có thể có được một tiết mục thành công đến như vậy đòi hỏi đầu tư cực kỳ kỹ lưỡng. Và bây giờ để có thể kết thúc chương trình ngày hôm nay, Du lịch kỳ thú phiên bản giải mã kỳ tài, Barber và anh Nguyễn Phương sẽ tiếp tục thể hiện một phần trình diễn cực kỳ hấp dẫn được kết hợp giữa công nghệ ảo thuật, công nghệ 4.0 và công nghệ phòng dựng, công nghệ truyền hình, đó chính là bắn tim. Bắn đi anh, bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi, tim quá trời, quá trời, ghê chưa, tôi có thể biến từ không thành có, từ có thành không. Và xin quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi vào lúc 22h45 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Và quý vị cũng đừng quên ấn nút subscribe trên kênh YouTube MCV Media cùng với cổng Love TV. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.